thương, không biết suy nghĩ, không biết thương mình gì hết. Mình đi bán chị thấy cưng á, ôm nhôm nhắc rồi còn đi bán số nắng thôi ngoài đường cực khổ vậy nè. Kiếm tiền đâu có dễ đâu. Cho mẹ 100.000 mẹ đem nó lòng nào mẹ đem tiền nó đem đi đánh bài hắn đi chơi trời tới tối mới về. Cái ngày mà em đi thì bỏ nhà ra đi thì mẹ có hay không? Dạ không, mẹ không hay. Em đi em trốn em đi. Làm chưa? Nhưng bà ăn xong rồi có đi chơi, chơi xong về cái ăn. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại căn phòng trọ của bé Trang. Thì khi mà nghe về cái câu chuyện của bé Trang á, thì hiện nay thì thấy cái câu chuyện của bé Trang là cả một cái nghị lực sống thường thường, cũng như là cái sự cố gắng của em trong cái việc mà chăm bẩm con của mình, một bé Minh Anh rất là dễ thương như thế này. Thì anh nghe được rằng là trước đây khi mà em còn nhỏ, cuộc đời từ khi em còn nhỏ sống chung với gia đình thì đã rất là vất vả ha Trang. Dạ đúng rồi, lúc em sinh ra là mẹ sống cha mẹ tới 9 tuổi là đi đi kiếm tiền, biết đi kiếm tiền phụ cha mẹ. Dạ. 9 tuổi thì đi ra đường thì đi gặm ve chai, lượm hơi đi bán vé số. Dạ, lúc nhỏ. Lượm ve chai luôn hả? Dạ, dạ con. Thì lúc đó là em nghỉ học là từ 6 tuổi là nghỉ đúng không? Dạ, dạ không, học lúc 7 tuổi, học 7, lớp 1. Học lớp 1 là em nghỉ? Dạ. Dạ. Thì em lượm ra chai thì bán một ngày bao nhiêu tiền, rồi sau đó là bao lâu em chuyển sang bán vé số? Dạ, em bán vừa lượm ra chai cũng vừa bán vé số một lượt luôn. Dạ. Là mỗi ngày thu nhập được nhiêu tiền? Bán cũng được 100 mấy. Yeah. Dạ làm vé số vé chai luôn cộng như là cũng được 100 mấy một ngày. Yeah. Thì em có mấy anh chị em anh quên rồi ta? Dạ năm. Năm anh chị em. Yeah. Thì các anh lớn không lo cho em thì gia đình không lo hay như thế nào? Như là 4 gái 1 trai. Chị thứ hai là có chồng rồi, về bên chồng rồi. Còn em thì còn đứa em thì còn đứa em kế nữa. Đứa em kế cũng có chồng rồi. 19 tuổi. Còn cái đứa 19 tuổi là con trai 16 tuổi. 16 tuổi giờ đi bán, hiện tại giờ đi đang đi bán vé số, đi phụ mẹ, ngày đi bán ngày về cho mẹ 100.000. Bây giờ cũng còn bán luôn hả? Dạ đang bán ở nhà. Dạ rồi còn đứa em út thì mới 11 tuổi mà đứa em út nó khờ quá, nó không làm được gì nữa. Dạ giờ nó ở nhà với mẹ. Còn mẹ em không có đi làm gì được, nó bệnh tùm lum hết trơn á. Nó bệnh lúc nào bị ra xương sống, rồi bị đau bao tử, rồi mới lên máu, nhức mẩy, phải đi làm không được. Là ngày xưa là em làm để em tự mưu sinh hay làm để trang trải cho gia đình luôn? Dạ em làm gì đó, em kiếm tiền thì em đưa về, em đưa cho mẹ hết rồi. Em không có tự xài. Nuôi em, tiếp cho mẹ. Em từ lúc nhỏ này đến lớn em trải qua bao nhiêu cái công việc làm như vậy? Nhiều, làm tùm lum chuyện hết trơn, lúc nào đi bán số lượng như chai, rồi lớn chút xíu nữa thì em đi kiếm quán cơm ở hủ tiếu nào đó, rồi em xin phụ việc rửa chén này kia đó, rồi bưng cơm á. Dạ, rồi lớn chút xíu nữa thì em đủ tuổi thì em vô trong công ty làm. Dạ. Là bao nhiêu tuổi thì em vô công ty em làm? Dạ 17, 18 gì hả? Đủ tuổi thì em vô công ty làm. Là em làm khoảng bao lâu thì em mới gặp cái chàng trai Sở Khanh? Dạ làm lúc 21 tuổi. 21 tuổi? Dạ quen được 5 mấy. Mới đi lên móng về nè, tao không bên móng đi. Về mới về đó. Hiện nay thì em sống như thế này thì ba mẹ có biết mẹ có biết em sống không? Dạ không, tại vì em buồn mẹ em á, rồi em mới đi mẹ em không có hay. Em buồn chuyện gì có thể chia sẻ được ở trên mạng không? Dạ nhiều chuyện lắm, ở nhà buồn nhiều chuyện lắm. Dạ tại con em á, nó bị lúc đó nó đang bị bệnh. Em kêu á, mẹ ơi mẹ ở nhà đi, xế chiều á, ở nhà đi rồi đặng đi mua thuốc cho nó uống. Mẹ, người tới mẹ bỏ đi đánh bài rồi tới tối là bà mới về rồi. Bỏ đi đánh bài hả? Dạ.
Rồi ai giữ em bé? Không có đi mua thuốc luôn, em tự em giữ không, rồi rốt cuộc không có đi mua thuốc luôn. Dạ rồi tới bà về rồi cái em buồn em mới nói gì đó, nói sợ bà dặn nữa. Rồi không dám nói, thôi cho bà giữ đi, lúc đó chạy đi mua thuốc, có kệ cho nó uống. Rồi cái còn lần thứ hai nữa, lần thứ hai á là như là em kêu á mẹ ở nhà đi, em sáng sớm á ở nhà giữ nó, con đi làm cái thẻ để con đi làm. Bữa nay ở nhà con ở nhà đi giữ đi, rồi để mẹ đi cho đánh bài sáng, mẹ đi cho đánh bài xong rồi con buổi chiều đi con đi làm, buổi chiều để con đi làm. Ý của em á là kêu mẹ giữ sáng sớm đi làm cho nó dễ, cho nó về sớm, về để con giữ con. Mà bà bỏ đi chơi đánh bài, bà không giữ. Mẹ năm nay là bao nhiêu à? Dạ 46. 46. Mẹ còn ba? Dạ ba thì 45. Ba là mẹ tuổi. Ba làm cái công việc gì? Ba thì ai muốn gì làm lấy à. Như đây nhận đất thùng rồi cắt cỏ thì rồi tùm lum, ông là ai muốn gì làm. Ba hiền không? Dạ ba hiền. Ba hiền. Thì ba mẹ giờ bỏ nhau rồi. Ba mẹ bỏ nhau à? Bỏ nhau dạ đúng rồi, nhưng mà bỏ nhau cũng lâu lâu, mẹ thì ở nhà trọ ngoài này, còn cha thì ở trong trong nội á, thì cha lâu lâu rồi ra rước bà về chơi ngày với rồi đưa bà ra vậy, không có ở chung. Vậy thì mẹ là ghiền bài gì? Bánh bài cũng bánh chân bài cào rồi tập binh rồi tiến lên với gì cũng bánh. Mẹ làm cái công việc gì? Dạ không có làm. Không có làm, vậy thì tiền đâu mẹ đánh bài? Thì cũng như là bánh bài bà ăn, rồi có tiền bà ăn, bà chơi vậy á. Chơi thì cũng phải có thua chứ, thường là những người cờ bạc mà. Bà thua, cái bà biết thua bà nghỉ, rồi cái bà ăn bà đi dành tiền, bà chơi tiếp vậy. Rồi giờ cũng có em, thằng em trai cũng phụ ngày đấy, ngày cũng cho 100.000 á. Rồi cũng được tiền, cũng góp này, cũng có tiền rồi bà chơi. Lúc trước anh Nguyễn có quay á, Nguyễn quay á là hỏi lý do tại sao ở nhà sung sướng rồi. Mọi người hỏi là Nguyễn tại sao ở nhà sung sướng không ở mà bỏ đi lên đây chi cho cực khổ vậy. Khi em không muốn, người ta hỏi nhiều lý do lắm, cơ em không muốn nói, tại vì em không muốn nói xấu mẹ em. Nói cũng thấy tội mẹ em, chỉ không muốn nói. Tại vì bà con, mọi người hỏi quá rồi em mới nói là sự thật. Nhà có làm đất cát gì không? Không, ba mẹ là nhỏ, đó giờ em nhỏ lớn đi theo ba mẹ rồi không có nhà cửa gì hết, đi đầu này đầu kia sống. Tại vì á, có nhiều cô bác của anh chị hỏi anh là tại sao gia đình đâu không ở, dạ, rồi mẹ cha không lẽ không lo cho em sao, mà em phải lang thang vậy. Em nói anh rồi mẹ em vậy rồi em mới đi, em buồn em mới đi. Còn ba em thì làm có bao nhiêu, có đủ tiền bao nhiêu, ông ăn, ông tự ông lo, ông lo cho con cái gì hết, ông ăn nhậu mỗi ngày. Nhà em thì ai là người làm ra tiền nhiều nhất? Giờ ông làm gì? Là em thì ba rồi đó, ba đi làm thì cũng có cho mẹ được chút đỉnh, rồi biết rồi sau này sao ông biết sao ông làm, ông không có cho mẹ nữa, tại nói mẹ cho mẹ tiền để đi đánh bài hết trơn. Ổng sao ổng làm ổng không có cho tiền nữa. Rồi em tội nghiệp thằng em của em á, đi làm đi bán số ngày nắng nôi khổ tội nghiệp á, đi bán về cho mẹ ngày 100.000, mẹ cái nở lòng nào đi đem tiền đi đánh bại, mẹ không biết thương con gì hết á. Nhiều khi thấy tội nghiệp em của con, tội nghiệp em của em, nó cũng ôm nhóm nhất đỡ cũng giống như em vậy. Khi nói khi em cũng nói với em hoài à, nói với mẹ mình không biết thương, không biết suy nghĩ, không biết thương mình gì hết. Mình đi bán chị thấy cơn nít ông nhôm nhất rồi, còn đi bán số nắng thôi ngoài đường cực khổ vậy nè, kiếm tiền đâu có dễ đâu. Cho mẹ ngày 100.000 mẹ đem nó lòng nào mẹ đem tiền nó đem đi đánh bài hô hết cho người ta. Rồi nấu cơm sao, ai nấu cơm, mẹ đánh bài vậy thì ai nấu cơm? Nhiều thực bả quá ăn cơm, nhiều khi bỏ mấy đứa em nhịn đói rồi không có cơm ăn, cho mấy đứa em nó lấy tiền á, cho mấy em cho 20 không là 10.000,
cho mấy đứa em mua mì này kia, mì gói, nó mua này mua kia ăn nhá, ăn giặt nhá, chứ đâu có nấu cơm đâu. Nhỏ em hai đứa đi chơi trời tới tối mới về. Rồi hai đứa em con đi bán vé số, đứa kia đi bán số thì nó cũng đỡ, nó đi ăn uống ở ngoài nó cũng đỡ. Còn đứa em út con gái nó đi theo bả tối ngày, nhịn đói ghét rồi gớm nhơm nhất. Nhà em thì cái người mà học cao nhất là ba, lớp mấy? Chị hai học được lớp 4. Vậy hả? Yeah. Mà chị hai cũng như là không phải chứ không phải chị ruột, cũng như là một mẹ mà khác cha. Ồ, mẹ em là có hai chồng hả? Dạ. Yeah. Mà chị ruột của chị thứ hai đó là thương mấy đứa em. Đứa về lúc nào cũng Tết, lúc nào cũng cho tiền, mua quần áo cho. Chị có chồng cũng khá giả. Vậy là bao lâu thì mẹ em mới đi theo bữa nữa rồi gặp cha sao của em? Gặp em, cha của em? Thì mới sanh chị của em á, là mới sanh xong ra rồi giao con, giao chị của em á, giao cho bà ngoại nuôi. Rồi mới gặp cha của em. Gặp cha bao nhiêu năm thì lại chia tay? Em không nhớ, em không biết. Là mẹ ghiền bài ngày xưa giờ luôn hay sao? Dạ không, mà đố mẹ con. Đúng rồi, lúc mà mới gặp cha con, chưa gặp cha mẹ đâu biết đánh bài đâu. Rồi cái cơ đi theo cha con. Rồi còn bà nội hay đi, bà nội mới dạy chứ đánh bài. Mới gũi cái đánh bài, ghét đánh bài, đánh số, ghét rồi giờ. Bây giờ bớ ghiền. Đánh số đề hả? Dạ, đánh bài á. Ngoài bà nội mới đánh số rồi, đánh bài dữ lắm. Rồi mẹ đi theo, ở sống chung ghét rồi ghiền theo luôn. Giờ mẹ kêu mẹ bổ mẹ con, bổ không nổi, ghiền sao. Em thấy vậy thì em có khuyên mẹ mình không? Dạ có khuyên, nhiều khi bà đi chơi về á, bà đi chơi về thua. Mình, em không dám nói nữa, em không dám nói chuyện, không dám phiền bà nữa. Nói sợ bà giận. Bà giận rồi cái bà khóc. Nó nói bà kể nãy này kia, nó không nu, lớn rồi. Rồi bây giờ mình nói làm gì? À đó em có nói, em có phiền mẹ một lần rồi cái mẹ khóc lóc em kể em gì đó rồi cái từ đó về sau em không dám nói nữa. Cái ngày mà em đi thì bỏ nhà ra đi thì mẹ có hay không? Dạ không, mẹ không hay. Em đi em trốn em đi. Thật ra ở nhà có mẹ nhưng mà tự nhiên một cái quyết định ra đi vậy thì lúc đó em suy nghĩ sao mà em lại đi? Thôi em suy nghĩ ở nhà, suy nghĩ nhiều chuyện lắm. Lúc nào đi kiếm tiền phải lo tiền, lo cho thằng này rồi ăn uống sữa sùng này kia, tiền nó ăn nữa. Rồi lúc nào rồi mẹ em vậy nó em buồn, em không muốn nhà rồi em đi. Em muốn đi, em muốn, em nói cho mình trong lòng em nói em muốn kiếm chỗ nào hai mẹ con sống không ai biết, không ai hay biết gì hết á. Chứ đừng có suy nghĩ nhiều chuyện nữa. Có khi nào em nghĩ là mình sẽ thời gian sau mình sẽ quay trở về? Suy nghĩ mình bỏ đi gì cũng thấy tội nghiệp đó. Nó là ở nhà ở mà nhiều chuyện em chịu không nổi. Rồi bây giờ hiện nay em có nghe tin tức gì về em của mình không? Em cũng đi bán số bình thường. Có khi nào lại em muốn dẫn em mình đi theo? Nó cố mà. Nếu mà mình dẫn đi theo thì tội rồi, không ai đi bán số kiếm tiền với bà xài hết đó. Thì vợ chỉ còn nhỏ hơn thằng em của em mà. Nếu mà nghe em muốn đi bán số không có tiền cho bà xài đâu. Cha em cũng không có cho bà tiền nữa, tại cha em á làm cũng tiền nhóc hết trơn, không có cho bà, tại bà cho bà đánh bài hết trơn à. Rồi cái hai chồng cự lộn ung sùm cái vụ mà đánh bài á, cự lộn hoài. Lúc mà em đi làm công ty vậy đó thì có thường gửi tiền về cho mẹ không? Không, em đi làm sáng đi chiều về không à. Dạ. Sáng đi chiều về rồi về không có đi ở xa luôn. Không, lúc mà em làm công ty ở Đồng Nai kìa. Dạ, dạ, bộ của em nó không có cho, nó kỹ, nó không cho, nó nghe
Trời, nó chửi, nó quýnh em chết. Ồ vậy hả? Dạ, lúc có lần đầu, có một lần em gửi tiền cho mẹ mà nó kiếm chuyện, nó chửi em, nó quýnh em quá trời luôn. Rồi từ đó về sau em không dám cho mẹ tiền nữa. Hay nó quýnh em chết. Mỗi một tháng vậy thì em gửi đưa cho bạn trai em là bao nhiêu tiền? Nó làm được có mấy tháng à, toàn không có ở ngay mùa dịch nữa. Dạ, toàn ở nhà cách ly không mà không đi làm được gì, làm được có mấy tháng nghỉ rồi. Mà làm tiền của em mà nó lấy nó xài hết trơn. Nó xài, lấy nó xài mà nó còn nó này nó nở rồi chửi lên chửi xuống, muốn đập kiếm chuyện, muốn đập em nữa. Em có bao giờ em nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình á, từ nhỏ đến lớn nó rất nhiều vất vả không? Dạ có, nhiều khi nghĩ thấy rồi. Thấy buồn, ngồi cũng tự khóc, khóc một mình, không biết nói gì hết. Trước có nghiệp thì sao, giờ nó lại khổ. Hồi đó đi làm, em còn cho bá tiền xài nữa, cho bá tiền xài mà thấy bá đem tiền mình cho mà đem cái quần bài đem cho tàn hết rồi, cái suy nghĩ đó đấy buồn. Vì là thống kê lại rằng là một cái chuỗi thời gian khoảng 23 năm thì sống ở nhà cũng không có hạnh phúc gì, mà đi làm thì ra đường thì gặp một người bạn trai sở khanh nữa. Rồi lúc nhỏ thì đi nghỉ học từ năm lớp 1 rồi. Rồi sau đó là đi móc bọc với lại bán vé số. Bán vé số nữa. Sau đó là đi lớn lên tí xíu nữa là đi làm mà. Đi phụ rửa chén. Phụ rửa chén, bưng cơm. Rồi sau đó là đi làm công ty. Dạ, đủ tuổi rồi. Khi em suy nghĩ em nói xấu mẹ em vậy cũng tội nghiệp mẹ em. Mẹ cũng khi em cũng nói xấu mình cho anh em. Sống ở nhà. Đó là em đi bán vé số nhỏ, em đi bán vé số rồi đi lụm bọc, em đi ngủ ngoài đường, em đâu có về nhà đâu. Ngủ ngoài đường được hả? Dạ. Lúc đó em nhiêu tuổi? 9-10 tuổi. Vì sao lại ngủ ngoài đường? Dạ. Đi kiếm tiền, khi không có tiền á rồi không dám về nhà, về sợ mẹ la, không dám về. Rồi ngủ qua đêm kiếm chỗ nào đó ngủ qua đêm, rồi sáng rồi đi kiếm tiền mới có tiền rồi mới dám về nhà. Lúc đó em không sợ sao? Dạ sợ. Dạ sợ lắm. Có một lần em bị cái ông kia ông bồng em lên, ông dụ. Lúc đó là nhiêu tuổi? Dạ 9 tuổi. Ông kêu nhỏ ông kêu lại, ông nói chuyện cũng khờ khờ lắm. Cái ông kia em cũng lại nữa. Rồi cái ông bệnh miệng em, ông bồng em lên. Rồi ông bụng đi chợ, em dãy quá trời, em khóc la làng quá trời. Ông thấy vậy, ông thấy ông xong cái ông thả em xuống, cái ông chạy. Lúc em sợ, lúc em ngọt, em khóc luôn. Em một đứa nhỏ lớn vậy, em cũng bị qua mấy lần bị bắt cóc luôn. Mấy lần? Dạ thoát bị bắt cóc. Cái lần nào mà sợ nhất? Cái lần mà người ta bệnh miệng em lại bồng lên đi á. Sợ lúc đó em dãy quá trời dãy luôn. Ông làm không lại, ông thấy ông xong, ông thả em xuống, ông chạy đi. Bây giờ em tự nghĩ rằng là cái cuộc đời của mình nó đầy trắc trở nè. Lúc mà từ sinh ra còn bé cho đến hiện nay mình đã có con rồi, thì nó nên rất có khi mà bao giờ em nghĩ bế tắc cuộc sống mình không? Nghĩ bi quan á, tiêu cực á. Quậy rồi. Không chịu rồi. Có gia đình mà không được về nữa đúng không?
mẹ em ở với em còn mẹ đâu, mẹ em đâu có lo gì đâu. Em tự em biết tiền mặn có tiền giờ em đồ ăn nè, uống này, kia mua đồ ăn này kia, toàn nấu cơm nấu đồ ăn toàn em nấu không. Bà chỉ biết ăn không, em lạnh hơn chén cũng em rửa toàn em làm chứ. Bà ăn xong rồi có đi chơi, chơi xong về cái ăn. Sau này thì em hiện nay thì em có ước muốn gì? Em không em ước muốn gì chứ, em giờ chỉ muốn gán có sức khỏe đi bán số để dành dụm tiền này để sau này với người cho con em nó có cuộc sống tốt. Em cũng dành dụm cái tiền bạc này kia, cắt cái căn nhà nhỏ vậy đó, hai mẹ con ở. Muốn về quê cắt nhà hay là đi đâu? Dạ, vợ chỉ mới nghĩ thôi chứ cắt không có tiền để dành tiền cắt cái nhà nhỏ là ở, còn cắt ở đâu em chưa biết. Đó là chỉ mong ước của mình thôi đúng không? Dạ, chưa dễ gì em mong ước, chỉ mong ước thôi chứ em đâu dễ gì mà có được ước muốn gì đâu. Em cuộc đời em chưa dám suy nghĩ được sau này có cái nhà nhỏ nhỏ là ở. Ở chợ hoài đúng không? Ở suốt cuộc đời được, mình không có cái nhà nhỏ ở được. Hứa với anh thì sau cái ngày hôm nay á, thì sẽ không khóc nữa. Thật ra thì anh nghe Nguyễn nói là cái cuộc sống của em rất là khó khăn, lúc trước là còn vất vả hơn bây giờ nữa, thì hôm nay anh chia sẻ anh mới hiểu được cái hoàn cảnh của em khi xưa. Mỗi lần nhắc đến là chỉ muốn khóc thôi hả Trang? Nhắc tới số phận của em thì buồn khóc. Thôi cho bé ngủ chưa? Ngủ nha. Cho bé ngủ chắc nó buồn ngủ hơn. À, cho bé vô ngủ đi ha. Dạ. Thôi, cảm ơn em nha. Chào em ha. Em chào anh.